Xin kính chào quý vị. Tuấn Âm Thanh Phú Thọ xin chào đón quý vị đến với một clip. Clip này em giới thiệu với quý vị hai mặt hàng. Một là em test lô lọc kia. Lô lọc đang nháy kia. Hai là em test luôn con loa Reatic. Đây là con loa Reatic Bass 25 màng giấy. Gân mút màng giấy. Hai tép. Con này là con Reatic. Đây, mở đằng sau cho quý vị xem luôn này. Reatic Optimus S21. Em quay ra cho quý vị đọc luôn này. Đây. Reatic Optimus. Optimus 21 chứ không phải S. Optimus 21. Trở kháng 8 ohm. Một trong những dòng loa cổ cho chất âm mộc mạc cực kỳ là hay luôn. Sau đây em mời quý vị đến với bản test. Và báo cho quý vị luôn là giá của đôi loa này có giá là 5 triệu 9 nhé. Với 5 triệu 9 mà một đôi loa như này thì quý vị đáp ứng được tất cả các sở trường nghe nhạc của quý vị. Dòng nhạc bolero, trữ tình, cổ điển, nhạc mộc, nhạc đầu cối, nhạc đĩa than. Tóm lại là em nó yêu hết, chiều hết các loại nhạc mộc quý vị. Còn giới thiệu, không giới thiệu nhiều. Để sang bên này nữa thì em sẽ giới thiệu đến quý vị một lô. Đây gọi là lô lọc. Báo cáo quý vị là lô lọc này phải nói luôn một câu là hàng mới, cho nó nhanh cũng được. Hàng bãi như em chọn, nhưng mà tóm lại là nó như mới hết luôn. Nên các bác nhìn các bác biết gì. Quay sát gần luôn, thật chậm. Quay thật chậm, rất chậm cho quý vị nhìn, chứ không quay ào ào. Em kiểu quay đây là em không quay ào ào nhá. Em gạt bước tiên là lên cho quý vị những cần gạt. Em mặc đấy, quý vị nhìn nhá, không quay vào, quý vị nhìn em quay thật chậm như này, quý vị biết là hàng nó như nào. Đấy, đẹp từng centimet luôn. Đây là lô lọc Marzahn, được chưa? Marzahn. Em quay phía sau cho quý vị nhìn. Thôi để em lấy cái đèn bật phía sau, bật hẳn phía sau cho quý vị nhìn chi tiết phía sau luôn, cho nó dễ tiện. Đây, và em đang cấy cứ gối từ con trên con xuống, cứ gối xuống, gối với nhau để cấp tín hiệu cho các bác nhìn đây. Đây là lọc Marzahn EQ515, điện 100V, hàng made in Japan nhá. Và dưới là mã EQ551, mã cao hơn nữa nhá. Hàng made in Japan. Tất cả hàng Nhật xịn hết quý vị ạ, hàng xịn xịn luôn nhá. Báo cáo quý vị 515 và 551 nó tóm lại là giống hệt nhau. Giá của em nó là 5.950.000 một em. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em. Đấy. Để em quay về phía trước để lật cái đáy cho quý vị nhìn một số. Tất cả những con lọc này các bác chỉ cần thêm thùng xốp nữa là xong. Chỉ cần thêm thùng xốp. Sau đây em chút em sẽ quay lọc lại cho quý vị nhá. Em sẽ quay dần. Và sau đây mời quý vị đến với bản test luôn. Và em test đôi loa con Reatic. Con dưới em để nguyên e-căng nhé, Reatic em để nguyên e-căng để cho quý vị hai con. Mời quý vị đến với bản test. Quý vị phải mê mẩn với cái đôi loa 5 triệu 9 này, giá bèo nhé. Nhức giá này em đố bác là mua được đâu. Mời các bác. Khi yêu mới biết tình yêu là buồn, khi thương mới thấy sầu thương là muộn. Người chỉ là mộng đời tôi. Có 5 triệu 9 một đôi. Men yêu thâm ướt tình duyên nghẹn ngào. Mưu rót mật vào tai luôn. Ngày thơ giữ cánh phồn vương lệ sâu. Bát 25 nhé.
người đã dệt mộng vào ta, đời kỵ vì nghèo mà xa. À mang người giấy ơi, hỡi mang giấy này. Đây quý vị có thể chỉnh được này, chỉnh đèn led xuống này, đèn nước này mất này đấy. Thương ai ai biết được tâm hồn này. Đưa. Đây này, duyên đâu đưa đến để duyên phụ em chỉ cắm có một con này hai con này thôi, còn tất cả những cái dãy dưới này là em cắm tín hiệu để đẩy xôi vào thôi để cho nó nháy thôi, chứ chỉ có hai con này chạy bằng nhạc cái thôi, thử thôi bác nhá. Con này ké cửa ghi thôi, cửa của đầu ghi thôi, nên là nó tín hiệu nó sẽ suy dần về xuôi xuôi, suy dần. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là bể sầu thôi, thì xin vui xuống đầm. Giá 5.950.000 một con, hàng Nhật nhé, qua Nhật luôn nhé. Tình kỳ là giọt lệ rơi, đời kỳ là bể sầu thôi, thì xin cúi xuống ngậm ngùi. Và các bác là đẹp mỹ mãn luôn, không có một vết xước nữa. Em ước gì hồi bao nhiêu lời mặn lòng nay gửi về đâu? Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu kia ướt hoen. Mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau, giờ thì cùng yêu mà yêu với chồng. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cười, thôi hết rồi em đã về. Con này có hai cổng vào nhá, một cổng đây và cổng này là cổng hoa sen AV đấy. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa ướt hoen.
đôi ta cùng ngày sau mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng. Ôi trời ơi, mê người luôn. Mộng lòng kết theo rượu nồng pháo cưới. Em xin phép được dừng clip tại đây. Vui với người. Mời quý vị đến với clip sau. Đó là clip vừa rồi em giới thiệu đến quý vị một đôi loa Reatic có giá 5.9 triệu và một lô lọc Mazan 551 và 515 có giá là 5.950.000 một chiếc lọc của Nhật. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Tuấn Âm Thanh Phú Thọ giao chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và quý vị nhớ nha, em cho quý vị nhận hàng kiểm tra hàng không đúng hàng giới thiệu cho quý vị, quý vị hủy đơn hàng cho em. Hủy. Em trân trọng cảm ơn.